Lady and gentlemen, xin chào mừng anh em. Hôm nay mình sẽ đưa đến cho anh em một mẫu xe mà trên thế giới rất là đang hot, có màu đỏ và màu cam. Đây là hai mẫu có thể nói là bên Tây sử dụng rất là nhiều và có cộng đồng rất là đông đảo sử dụng. Và giới thiệu với anh em, đây là một thương hiệu đến từ nước Anh và có thâm niên làm về xe đạp điện trợ lực khoảng 8 năm trên thế giới rồi. Đây là Ingui. Mẫu Ingui các bạn nhìn đây là một mẫu Ingui có màu đỏ rất là đẹp và màu cam. Hai mẫu này là hai mẫu gần như là có động cơ và công suất cực kỳ khủng khiếp. Chiếc xe Ingui X này nó có động cơ là 750W. Mình sẽ làm một cái so sánh ngắn gọn để các bạn nhìn thấy tổng thể hai chiếc này và có những cái điều gì khác biệt, cũng như là các bạn nên lựa chọn phân khúc nào phù hợp với ngân sách của các bạn. Trên hình của các bạn đang là mẫu xe EP2 Pro màu cam và Engineer X màu đỏ. Trên thực tế nhìn ở bên ngoài các bạn nhìn nó cực kỳ nó đẹp hai cái màu này luôn. Động cơ đều là 250W ở ghi ở trên thân vỏ này. Nhưng mà đúng ra ấy, nó là sẽ là 750W các bạn nhé. Vì là tốc độ của hai chiếc này nó lên tới gần 50 km/h. Sở dĩ có cái thông số như vậy là vì bên châu Âu và bên Mỹ ấy, họ có những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe về xe đạp điện trợ lực, có nghĩa là nó sẽ không vượt quá 250W ở ghi ở trên động cơ đâu. Và phần mềm này nó sẽ giới hạn tốc độ, cho nên là khi mà chúng ta mới mua về chúng ta sẽ bị hạn chế tốc độ là đi được 25 km/h thôi. Ok, đấy là về động cơ. Tiếp đến là về phuộc. Phuộc thì cả hai chiếc này đều có phuộc ở trước. Đấy, phuộc dầu có thể khóa cứng lại được. Tuy nhiên ở mẫu cao cấp hơn thì mẫu Engineer X nó có cái phuộc ở giữa này. Phuộc ở giữa này êm hơn khá là nhiều so với việc là chúng ta vượt địa hình. Ở trên mẫu EP2 Pro này thì không có này. Về phần mềm điều khiển và tính năng thì hai chiếc như nhau, không có gì khác biệt cả. Pin là 13Ah và 48V. Và cho chúng ta quãng đường di chuyển lên tới 50-60 km ở chế độ vặn ga tùy tải. Và trợ lực điện thì lên tới khoảng 100 km ở chế độ đạp trợ lực điện. Chúng ta có 3 chế độ lái ở trên chiếc xe này. Có thể là đạp như xe đạp bình thường. Nếu chúng ta để ở chế độ đạp, chúng ta có thể vặn ga đi như xe điện. Nếu mà chúng ta cứ vặn ga như thế này, không cần đạp. Và chúng ta đạp thì nó sẽ tự hiểu là chúng ta đang đạp và nó trợ lực điện cho chúng ta. Có nghĩa là mình không cần quan tâm gì đến vặn ga cả, đúng không? Chúng ta chỉ cần đạp đúng cái tốc độ mong muốn và nó sẽ trợ lực cho chúng ta. Một cái sự mà kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và cơ khí. Toàn bộ thân xe này được làm bằng hợp kim nhôm Maze 6061 rất là cao cấp. Trên phiên bản Engineer X ý, thì nó có một cái cải biến nhỏ ở là cái gác ba ga. Gác ba ga này thì nó cho phép chúng ta nhìn trông nó hài hòa, to và cân đối, nhìn trông màu mè, hoành tráng hơn là ở trên chiếc xe EP2 Pro. Đấy, và nó có một cái điểm cải biến nữa là nó có cái phuộc ở giữa này thôi. Còn hoàn toàn gần như là giống nhau. Nên là các bạn hoàn toàn có thể tự tin là mình đang sử dụng một chiếc xe có công suất tương ứng với cả một con ngựa. Vì là 750W cho nên là nó rất là khỏe. Các bạn nếu các bạn đi vặn ga thì các bạn đi một phát vút ga lên, nó lên tới gần 50 km/h cơ. Nó cực kỳ là khỏe luôn ấy. Đương nhiên nếu mà các bạn vặn ga với tốc độ thốc lên như vậy thì giống như là một siêu xe rồi, đúng không? Nó sẽ ngốn cái năng lượng của quả pin rất là nhiều. Cho nên là mình cũng không khuyến nghị anh em là nhiều lúc là vặn ga mạnh quá thì nó sẽ gây hao pin rất là nhanh. Tuy nhiên ấy, thì để bứt tốc và trên những cái đoạn ví dụ như là đoạn đường khó, rồi đoạn đường dốc, rồi tắc đường, rồi lúc dừng đèn đỏ cần gia tốc lớn thì anh em nên sử dụng cái chế độ vặn ga để chúng ta có một gia tốc lớn hơn. Tiếp đến nhé, các bạn nhìn thấy toàn bộ nó là cái bánh này, là bánh béo hết nhé. Bánh béo này thì cho phép chúng ta vượt mọi địa hình luôn và nó rất là êm. Càng bánh béo, càng bánh to, càng êm. Đó. Một cái điểm lưu ý khi sử dụng bánh béo này là chúng ta bơm cái áp suất lốp. Các bạn bơm áp suất lốp làm sao để cho nó đúng với cả thông số ở trên này thôi. Còn nếu các bạn mà bơm căng quá, thứ nhất đi nó sẽ cứng, thứ hai là lốp nó sẽ hỏng lốp, nó sẽ méo lốp. Đấy là điều đáng chú ý ở trên chiếc xe này. Mình đã từng bảo dưỡng và toàn bộ trên những chiếc xe EP2 Pro cũng như chiếc Engineer X này. Những chiếc xe đi khoảng độ 5.000 cây mà vẫn như mới, vẫn đẹp tuyệt vời luôn. Đó, chỉ có phát thay cái má phanh thôi. Cho nên là anh em đang sử dụng mẫu Engineer X này rồi thì các bạn lưu ý xem là cái má phanh của mình đã mòn chưa.
thì các bạn nên đặt hàng nhá. Cái máo phanh này thì rất là rẻ, bên mình nếu mà các bạn mua từ xa chỉ có 35k trên một bộ thôi, và rất là rẻ, nếu các bạn thay tại cửa hàng thì là 50k. Đó. Ngoài ra thì bên mình có chế độ dịch vụ là bảo dưỡng trọn đời miễn phí khi mà khách hàng đến cửa hàng mua xe ở tại cửa hàng đó. Rất là tuyệt vời, ở tại hai điểm 109 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và 243-1-22B Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, và bảo hành chế độ cực kỳ ngon lành luôn, là 15 tháng tất cả các lỗi nhà sản xuất kể cả lỗi pin. Quá ok đúng không các bạn? Vật tư thay thế phụ kiện thì hoàn toàn sẵn. Đấy, các bạn mua gì cũng có. Các bạn thích thì các bạn mua thêm một quả pin dự phòng cũng có, các bạn mua thêm bộ màn hình cũng có, mua thêm bộ IC cũng có, mua thêm đùi đĩa cũng có, mua xăm lốp, tất cả đều có hết các bạn nhá. Các bạn không cần phải lo lắng bất kỳ một vấn đề gì về dịch vụ sau bán hàng cả. Tất cả đồ đạc nó đều có sẵn 100%. Đấy. Và bên mình rất là uy tín, trong trường hợp có hết bảo hành đi chăng nữa thì các bạn vẫn được thay thế, sửa chữa với giá gốc. Đấy, các bạn thấy ok chưa? Tuyệt vời không? Đây là một cái dịch vụ gọi là 5 sao và hy vọng trong thời gian tới bên mình sẽ được phục vụ các bạn rất là nhiều trong việc sử dụng chiếc xe đạp đi làm hàng ngày. Còn một điều nữa là mình chia sẻ thêm với các bạn ấy là những cái mẫu xe Ingui này này, đa số là có một vài mẫu này nó sẽ gấp được gọn nhé, để bỏ cốp ô tô. Nên là các bạn có thể mua chiếc xe này và các bạn gấp vào, bỏ vào ô tô, các bạn di chuyển đi đến điểm A, điểm B, điểm C đúng không? Hoàn toàn là thuận lợi, xong chúng ta bỏ xe xuống và chúng ta lại đi lại bình thường, rất là tiện. Đối với các bạn ở chung cư ấy, thì nó còn tháo được quả pin ra để mang lên nhà sạc, hoặc là các bạn đi làm thì các bạn tháo pin ra mang lên văn phòng sạc. Đấy, các bạn khi mà các bạn mua xe này rồi thì các bạn quên đi cái việc đổ xăng, không cần đổ xăng luôn. Đấy, các bạn không có tốn tiền đổ xăng này, không có tốn tiền gì luôn đấy, vì là mình mang lên công ty mình sạc mà. Mình sạc pin ở công ty ấy, thì xong rồi mình đi làm cả tuần còn có khi còn không tốn đồng tiền nào ấy. Đấy các bạn nhá. Còn một yếu tố nữa mà các bạn hay thắc mắc, hay hỏi mình ấy là xe này đi mưa có được không? Thì mình bảo là đi mưa ấy, sợ các bạn ốm thôi. Thế còn thì cái xe này thì làm sao mà hỏng được? Không hỏng được, bên mình còn rửa cả xe cơ mà. Khách hàng đến bảo dưỡng ấy, bên mình làm và rửa xe sạch bóng luôn, các bạn nhìn như xe mới không nhận ra cơ mà. Đấy, đây là cái mẫu, nhiều mẫu đẹp lắm, mẫu đen, mẫu trắng, rồi mẫu đỏ, rồi mẫu cam. Đấy, rất là nhiều mẫu màu luôn, màu xanh nữa. Đấy, rất là đẹp. Đấy, các bạn có thể trải nghiệm ở tại 109 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc là 243-1-22B Tô Hiến Thành, phường 3, quận 10. Ok nhá, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Xe Đạp Điện Trợ Lực Channel, một kênh chuyên review về những mẫu xe nổi tiếng trên thế giới, mang đến cho các bạn những mẫu xe có chất lượng tốt với giá cả phải chăng và dịch vụ bảo hành 5 sao uy tín chất lượng luôn. Đấy, đồng hành với các bạn trong suốt quãng đường và trong suốt thời gian sử dụng xe. Mọi thắc mắc thì các bạn vui lòng gọi vào những số hotline của mình. Đấy, mình luôn luôn online 24/24 để giải đáp những thắc mắc của các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho bên mình trong thời gian tới để đem đến cho các bạn nhiều những dịch vụ chất lượng cao. Ok, cảm ơn các bạn nhá. Xin chào.